Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hành trình tìm mẹ không mệt mỏi của chàng ca sĩ mang hai dòng máu Việt, Mỹ. Nhận được tin người phụ nữ gốc Huế hiện sống ở Đồng Nai nhiều khả năng là mẹ mình, chàng ca sĩ gốc Việt Gandhi đã quyết định tới gặp bà. Đối với bà hai, cuộc gặp gỡ này là sự kỳ vọng lớn nhất sau hơn 40 năm đằng đẵng chờ đợi. Còn với Gandhi, từng đó thời gian nếm trải đủ gai góc và nghiệt ngã của cuộc sống đã rèn cho anh một bản năng điềm đạm trước những hoàn cảnh dễ khiến con người bộc lộ cảm xúc trước khi khởi hành. Gandhi nhờ người vào tiệm mua bó hoa và giỏ trái cây để tặng mẹ. Lúc đến sân, Gandhi mải mê kể cho những người đi cùng về các cuộc điện thoại, tin nhắn anh nhận được lâu nay. Sự điềm tĩnh giúp Gandhi đủ tỉnh táo để kiểm chứng, thẩm định thông tin và nhanh chóng khẳng định đúng hay sai. Cho đến lần này, Gandhi kể, đây không phải là trường hợp đầu tiên, và trước đó đã có trên 20 phụ nữ liên lạc nói rằng có đứa con lai bị thất lạc và khả năng họ chính là mẹ của Gandhi. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu thông tin thì có nhiều chi tiết không hoàn toàn trùng khớp với nhau. Đến nay dù không biết bà hai có phải là mẹ của mình không, nhưng sự giống nhau qua bức ảnh của bà hồi trẻ và bức phác họa chân dung của nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến khiến Gandhi cảm thấy cần phải gặp bà. Gandhi, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là ca sĩ da màu duy nhất của Việt Nam hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Từ những năm 90, ca khúc Nó mà Gandhi thể hiện đã từng khiến hàng triệu người nghe nhạc phải khắc khoải, bởi đó là tiếng lòng của một đứa con luôn khát khao tình mẫu tử. Những lời ca, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi, con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ, vì đã vô tình vận vào cuộc đời anh bao nhiêu năm qua. Gandhi kể rằng, anh về Việt Nam để bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột từ năm 2007. Tính đến nay đã gần 15 năm ròng rã nhưng anh vẫn chưa tìm được mẹ của mình. Năm 2010, khi anh về lại cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng, anh mới biết mình tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1971. Cái cảm xúc của một người đàn ông ngoại tứ tuần mới biết mình là ai đã khiến anh khóc tu tu như một đứa trẻ trong hồ sơ còn lưu tại cô nhi viện. Gandhi mới biết sau khi được 1 năm 1 tháng thì mình được đưa vào cô nhi viện Thánh Tâm. Và đến ngày 15 tháng 11 năm 1975 thì Gandhi được một người phụ nữ xin về làm con nuôi. Cho đến bây giờ, Gandhi vẫn không quên được cái cảm giác tìm ra thân phận của mình qua bao cơn nổi chìm của số phận, Gandhi chia sẻ. Gandhi từng tâm sự, những tưởng rời khỏi cô nhi viện Thánh Tâm về sống với gia đình mẹ nuôi, anh sẽ được lan truyền hơi ấm tình thương và một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng số phận đã trêu ngươi khi 8 năm sống cùng người mẹ nuôi ở Cẩm Hà, tỉnh Quảng Nam, anh đã phải hằn in trên thân thể không biết bao nhiêu vết thẹo của những trận đòn roi và cả những vết thương lòng không bao giờ nguôi ám ảnh. Bây giờ, vết thương lòng trong quá khứ đã mở phai, anh đã học được cách tha thứ để những kỷ niệm cũ không đè nặng tâm can trong cuộc sống đời thường. Nhưng mỗi khi ai đó vô tình gợi chuyện, anh vẫn không thể kiểm soát được cơn nhói lòng đầy tủi hờn và nặng trĩu mà mình từng đi qua trong thuở ấu thơ. Năm 1983, người mẹ đã nuôi bán Gandhi cho một gia đình người Hoa ở Hội An, tỉnh Quảng Nam với giá 3 cây vàng. Anh cứ nghĩ biến cố này sẽ giúp anh thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng cuộc sống ở gia đình người Hoa của anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Mãi sau này, anh mới biết, hóa ra gia đình này mua anh về không phải để nhận làm con, mà vì anh nằm trong diện những đứa trẻ lai được trở về đất cha, nên nếu có anh, họ sẽ hợp thức hóa được hộ khẩu để có cơ hội qua Mỹ. Đến năm 1990, Gandhi cùng gia đình người Hoa được giải thủ tục qua Mỹ. Lúc ra đi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nữa, bởi nơi anh được sinh ra và lớn lên có nhiều kỷ niệm buồn. Hành lang rộng cỡ chừng hơn 1m2 của dãy nhà trọ nơi bà hai thuê đã được quét tước sạch sẽ, bày biện thêm chiếc bàn và mấy cái ghế nhựa mượn vội từ quán nước của bà chủ cho thuê nhà. Bộ đầu đĩa và TV vẫn liên tục phát ra những bài hát của ca sĩ Gandhi. Bà hai phúc hậu trong chiếc áo bà ba màu tím Huế đang còn mới. Chiếc áo chỉ mặc cho những ngày lễ trọng, cứ nhấp nhòm ở cửa ngóng khách. Tới ba đêm nay chị hai tôi không ngủ rồi đó. Cô em gái út của bà hai cười rơm rớm nước mắt. Còn bà hai hồi hộp hỏi bằng giọng run run,
thế gan đi có xuống được không chú? Gan đi chắc chút nữa mới xuống sau, chú nghỉ kể từ khi chia sẻ câu chuyện đời của mình trên báo. Bà Hai đã bước sang một phần khác của cuộc đời. Những người quen biết bà sững sờ trước những gì bà đã phải trải qua. Cô em út cứ ôm chị khóc mà nói, tưởng đã hiểu đời chị khổ như thế nào, giờ mới rõ là mình chỉ biết được 50%. Bằng thái độ khá điềm tĩnh, bà Hai bày tỏ cuộc gặp này là hên xui. Chỉ có 50% khả năng đứa con thất lạc bà đang tìm kiếm chính là nam ca sĩ này, nhưng 50% là đã quá nhiều với tôi rồi, nên tôi cố gắng gặp bằng được Randy. Nếu không gặp được ở Việt Nam, dù có qua tới đất Mỹ tôi cũng tìm gặp bằng được. Bà Hai quả quyết, chất giọng Huế nhẹ nhàng của bà Hai khi nói đến chuyện gặp mặt bỗng trở nên rắn giỏi và kiên định. Người phụ nữ này đã nhiều lần cắn răng ôm lấy con khi đứa bé bị trêu chọc, bị dằn vặt, bị xa lánh bởi một màu da khác biệt với chúng bạn. Khi những bí mật đau buồn hơn 40 năm qua đã được bộc lộ, lương tâm bà đã thanh thản hơn rất nhiều và cũng nhẹ nhàng hơn nhiều đọc bài báo về ca sĩ Randy. Tôi thấy nhiều tình tiết rất trùng hợp, cho dù ngày và tháng có điểm không chính xác, cũng có thể do người ta thay đổi khi ghi vào sổ. Nhưng khi nhìn đến bức ảnh phác thảo của nhà ngoại cảm và ảnh ngày xưa của tôi thì ai cũng bảo là chính xác. Còn có cả sự trùng khớp ở chi tiết bệnh viện và nhà bảo xanh. Nếu không có chi tiết đó thì không bao giờ tôi lên tiếng cả. Bà Hai tâm sự, nước mắt lại trào ra. Nam ca sĩ cũng chia sẻ trong chương trình Hát Câu Chuyện Tình rằng, trong suốt ngần đó năm, khát khao tìm mẹ, anh đã mơ về mẹ không biết bao nhiêu lần. Những khát khao cháy bỏng tự đáy sâu tâm khảm đã khiến anh hình dung về mẹ với nhiều hình hài trong giấc mơ. Đó cũng là ngọn nguồn cảm hứng để anh đã viết những ca khúc về mẹ với lời lẽ thiết tha, nồng nàn, sâu lắng. Có một lần đang đi diễn ở bang Boston, Mỹ, Randy đã mơ mẹ mặc một bộ đồ trắng mắc màn cho Randy ngủ. Đó là giấc mơ đặc biệt nhất của Randy trong những ngày tháng chưa tìm thấy mẹ, bởi giấc mơ đó khiến Randy cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào chưa bao giờ có, Randy nói. Nam ca sĩ bảo rằng, sau giấc mơ ấy, bao nỗi nhớ mong và khao khát được tìm thấy mẹ lại trỗi dậy trong anh mãnh liệt. Vì lẽ đó mà trong các bài hát anh viết về mẹ luôn có những màn đối đáp giữa mẹ và con. Anh vừa hỏi mẹ nhưng cũng đóng vai mẹ để tự giải đáp những điều mình khắc khoải. Có lần Randy nghĩ, nếu mình tìm được mẹ, chắc lúc đó mẹ đã lớn tuổi rồi. Vì thế, Randy mới viết một bài hát xin lỗi mẹ. Lời bài hát là nỗi thiết tha tự đáy sâu tâm khảm của một người con thiếu vắng tình mẫu tử. Mẹ đừng rời xa bỏ con, mẹ ơi thiếu tình mẹ, con biết sống sao đây, trời phủ mây bóng tối sẽ giăng đầy và ngục tù đời cướp dần từng hơi thở mồ côi mẹ rồi, khổ có ai hay. Randy thú nhận anh đã khóc rất nhiều trong quãng thời gian chưa tìm thấy mẹ. Có người thấy anh khóc nhiều đã hỏi vì sao anh không đi tìm cha để nghe cha kể về mẹ, và biết đâu qua những lời kể của cha anh sẽ có manh mối để dễ tìm ra mẹ hơn. Nhưng Randy cho rằng bản thân anh vẫn nhớ đến cha và vẫn có một vài sáng tác về cha. Chẳng hạn, cha ơi cha ở phương nào, sao không về quê mẹ tìm con, tình phụ thân ai nỡ lòng chia sẻ hỏi sao dòng đời lắm trái ngang, hoặc cha ra đi xa khuất chân trời, con giận đời ghét nghĩa mồ côi. Tuy nhiên, tự trong sâu thẳm nỗi lòng, anh vẫn nhớ về mẹ nhiều hơn, vì lẽ đó anh viết tới 9 ca khúc dành cho người mẹ của mình. Randy bảo rằng, hơn chục lần về Việt Nam tìm mẹ, lần nào anh cũng tin là mình sẽ tìm ra mẹ. Nhưng sau nhiều lần thất bại, anh mới ngộ ra rằng, tất cả chỉ vì mình quá mong mỏi mà trái tim lại quặn lên nhiều hơn. Trong lần thứ 8, Randy đã sôi sục lên vì có một người phụ nữ gọi điện cho Randy. Cô thương Randy vô cùng. Nghe người đó kể, Randy thấy có nhiều điều khá trùng hợp với hoàn cảnh của mình nên đã rất sung sướng. Nghe tin cô từ miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp Randy, Randy đã chạy từ quận 12 sang gặp cô. Khi gặp nhau, nghe cô tâm sự, trong lòng Randy dường như chắc nịch cô chính là mẹ mình. Tuy nhiên, sau khi thử em thì kết quả lại không trùng huyết thống.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.